Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VnTech của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bài tập liên quan đến cấu trúc lập. Câu 1, viết chương trình tính tổng các số từ 1 đến n, với n là số nguyên dương nhập vào từ bàn phím. Để làm được bài này, chúng ta sẽ làm như sau. Bài 1. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào số nguyên dương n. N sẽ bằng in của input mời nhập số nguyên dương. Để tính tổng của các số từ 1 tới N thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lập. Ban đầu tôi gán tổng là S bằng 0. Sau đó tôi sẽ sử dụng câu lệnh lập for i in range chạy từ 1 tới n. Chúng ta sẽ ghi là n cộng 1. Vì ở trong câu lệnh for, khi chúng ta viết for i in range 1 tới n cộng 1 thì i chỉ chạy từ giá trị 1 tới n. Do chúng ta sẽ viết đó là s sau sẽ bằng s trước cộng với i. Bây giờ chúng ta sẽ xuất tổng này ra ngoài màn hình print. Tổng các số từ 1 tới n là, đó chính là s. Như vậy chúng ta đã viết xong. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Mời nhập số nguyên dương. Ví dụ như tôi nhập số 5. Như vậy tổng các số từ 1 tới 5 là 15. Chúng ta sẽ thử tính bằng tay. 1 cộng với 2 cộng với 3 cộng 4 cộng 5. Như vậy 1 cộng 4 là bằng 5, 2 cộng 3 bằng 5 và 5 ở đây. Như vậy tổng là bằng 15, hoàn toàn chính xác. Như vậy chúng ta đã làm xong bài tập thứ nhất. Viết chương trình tính tổng bình phương của các số lẻ từ 1 tới n, với n là số nguyên dương nhập vào từ bàn phím. Chúng ta sẽ làm bài tập này như sau. Bài 2. Đầu tiên chúng ta cùng nhập vào số nguyên dương n. Tiếp theo chúng ta cùng gán s bằng 0. Sau đó chúng ta sử dụng vòng lập for i in range. Ở đây chúng ta sẽ tính tổng của các số lẻ. Chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 tới n, do đó chúng ta sẽ ghi là 1, n cộng 1. Sau đó chúng ta chỉ tính tổng của các số lẻ nếu y chia lấy phần dư cho 2 mà khác 0, đấy chính là số lẻ. Thì chúng ta sẽ tính tổng s sau sẽ bằng s trước cộng với y. Như vậy chúng ta chỉ tính tổng của các số lẻ. Bây giờ chúng ta cùng xuất ra màn hình. Là s. Như vậy thuật toán này rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta sẽ gán s bằng 0. Chúng ta sẽ duyệt từ, chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 tới n. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra các số lẻ bằng cách lấy số đó chia lấy phần dư cho 2 khác 0, thì đó chính là số lẻ. Và khi y là số lẻ thì chúng ta sẽ cùng vào biến s. Chúng ta sẽ chạy chương trình. Ví dụ như các số lẻ từ 1 tới 5. Tổng các số lẻ từ 1 tới 5 đó là bằng 9. Đó chính là tổng của các số 1 cộng với 3 cộng với 5 và bằng 9, hoàn toàn chính xác. Hoặc chúng ta tính tổng của các số lẻ từ 1 tới 10 chẳng hạn. Tổng các số lẻ từ 1 tới 10 là 25, cụ thể là 1, 3, 5, 7, 9. 9 với 1 là 10, 3 với 7 là 10, như vậy là 25, hoàn toàn chính xác. Như vậy chúng ta đã làm xong bài số 2. Câu 3. Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương m và n, trong đó m lớn hơn n.
xuất ra màn hình ước chung lớn nhất và bồi chung nhỏ nhất của hai số đó. Như vậy, để làm được bài tập này, chúng ta có thể sử dụng hàm có sẵn ở trong ngôn ngữ lập trình Python ở trong thư viện toán học, đó chính là hàm GCD. Nhưng ở đây bài tập này đang ở phần cấu trúc lập, do đó tôi sẽ sử dụng cấu trúc lập để tìm ước chung lớn nhất và bồi chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương M và N. Về cách giải của bài tập này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng thuật toán Euclid để chúng ta tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương M và N. Sau đó, để tìm bồi chung nhỏ nhất, chúng ta sẽ lấy tích của hai số đó và chia cho ước chung lớn nhất của hai số đó. Chúng ta sẽ làm như sau. Bài 3. Đầu tiên chúng ta cùng nhập vào hai số nguyên dương M và N. Để nhập vào hai số nguyên dương M và N thì chúng ta sẽ sử dụng hàm map và chúng ta sẽ chuyển về kiểu số nguyên. Input mời nhập hai số nguyên dương M, N. Sau đó chúng ta sẽ tách hai số này bằng phương thức split. Như vậy chúng ta đã nhập được hai số nguyên dương M và N. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thuật toán Euclid để chúng ta tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương M và N. Vì thuật toán Euclid sẽ làm thay đổi giá trị của M và N, do đó tôi sẽ lưu hai giá trị M và N bằng hai biến AB sẽ bằng M và N. Sau đó chúng ta sẽ tìm ước chung lớn nhất của A và B để chúng ta giữ lại giá trị cho M và N. Thuật toán Euclid như sau. Trong khi A khác B thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Nếu A lớn hơn B thì chúng ta sẽ gán bằng A sẽ bằng A trừ cho B L. Đó chính là B sẽ bằng B trừ đi A. Lặp cho đến khi A và B bằng nhau. Thì khi đó ước chung lớn nhất của A và B đó chính là bằng A hoặc bằng B. Vì lúc đó A và B đã bằng nhau. Chúng ta sẽ xuất ra màn hình như sau. Green. Ước chung lớn nhất của M và N là khi đó ước chung lớn nhất của M và N đó chính là bằng A hoặc bằng B, vì lúc này A và B đã bằng nhau và chính là bằng ước chung lớn nhất của M và N. Tiếp theo, để tìm bồi chung nhỏ nhất thì chúng ta sẽ làm như sau. Bồi chung nhỏ nhất của M và N, chúng ta sẽ lấy M nhân với N, tức là tích của M và N, và chia cho ước chung lớn nhất của M và N, đó chính là A. Vì chúng ta có công thức như sau, đó chính là M nhân với N sẽ bằng ước chung lớn nhất của M và N nhân với bội chung nhỏ nhất của M và N. Chúng ta sẽ sử dụng công thức này để tìm bội chung nhỏ nhất của M và N. Đây tôi sẽ comment. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình như sau. Mời nhập hai số nguyên dương M và N. Ví dụ như tôi nhập là 16 và 12. Như vậy, ước chung lớn nhất của 16 và 12 là bằng 4, hoàn toàn chính xác. Và bồi chung nhỏ nhất của 16 và 12 đó chính là bằng 48, hoàn toàn chính xác. Ở đây 48 là số nguyên dương, nhưng ở đây có xuất ra đó chính là số thực. Cho đó chúng ta sẽ chuyển về kiểu số nguyên ở đây. Chúng ta sẽ chạy lại chương trình này như sau.
Ở đây tôi nhập m và n. 28 và 16. Như vậy, ước chung lớn nhất của 28 và 16 là bằng 4. Và bội chung nhỏ nhất của 28 và 16 đó chính là 112. Như vậy chúng ta đã làm xong câu số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu câu số 4. Viết chương trình kiểm tra số nguyên dương N nhập vào từ bàn phím có phải là số hoàn hảo hay không? Đầu tiên chúng ta cần phải biết thế nào là số hoàn hảo. Số hoàn hảo là số có tổng các ước số thực sự của nó bằng với chính nó. Và chúng ta cần phải biết đó là ước số thực sự thì không bao gồm chính nó. Do đó chúng ta sẽ làm bài tập này như sau. Bài 4. Đầu tiên chúng ta cùng nhập vào số nguyên dương N. N sẽ bằng in của input mời nhập số nguyên dương N. Như vậy chúng ta đã nhập vào số nguyên dương N. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một biến S. Chúng ta sẽ sử dụng một biến S để tính tổng của các ước số thực sự của N. Chúng ta sẽ cho câu lệnh for i in range. Chúng ta sẽ cho i chạy từ 1 tới n trừ 1. Vì ước số thực sự của n thì không bao gồm n, do đó tôi chỉ chạy đến n trừ 1. Nếu n chia hết cho i thì chúng ta sẽ tính tổng. S sau sẽ bằng S trước cộng với i. Có nghĩa là nếu i là ước số thực sự của n thì chúng ta sẽ cùng dồn vào biến S. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Nếu n mà bằng với S thì chúng ta sẽ xuất ra màn hình. N là số hoàn hảo. Ngược lại else. N không phải là số hoàn hảo. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Ví dụ như tôi nhập một số không phải là số hoàn hảo. Ví dụ như số 7. 7 không phải là số hoàn hảo. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập với một trường hợp là số hoàn hảo. Ví dụ như số 6. 6 là số hoàn hảo, vì số 6 có các ước số thực sự như sau, đó chính là 1, 2 và 3. Như vậy tổng các ước số thực sự của 6 đó chính là bằng 1 cộng với 2 cộng với 3 là bằng 6 và bằng chính nó. Do đó đây là số hoàn hảo. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu số 5. Viết chương trình đếm các số nguyên tố nhỏ hơn n. Với n là số nguyên dương nhập vào từ bàn phím. Bài 5. Để làm được bài 5, đầu tiên chúng ta cùng nhập vào số nguyên dương n. Ban đầu tôi khởi tạo bằng 0. Như chúng ta biết, số nguyên tố nhỏ nhất đó chính là số 2. Và đề bài yêu cầu đếm xem thử có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn n. Do đó tôi sẽ cho vòng lặp for i in range sẽ chạy từ 2 nhỏ hơn n. Do đó tôi sẽ nhập ở đây là n. Tức là i chỉ chạy giá trị từ 2 tới n trừ 1. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra i có phải là số nguyên tố hay không. Để kiểm tra số i có phải là số nguyên tố hay không, chúng ta sẽ lấy i chia lần lượt cho các giá trị từ 2 đến i trừ 1. Nếu tồn tại một số nào từ đoạn 2 đến i trừ 1 mà i chia hết thì i không phải là số nguyên tố. Còn nếu không tồn tại giá trị nào từ đoạn 2 đến i trừ 1 mà y có thể chia hết thì y chính là số nguyên tố.
Do đó, tôi sẽ khởi tạo biến g sẽ bằng 2. Và tôi sẽ sử dụng biến đánh dấu, đó là biến kt. Ban đầu tôi mặc định y là số nguyên tố. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp y. Trong khi mà g còn bé hơn y, vì chúng ta chỉ cho g chạy từ 2 tới y trừ 1, do đó g phải bé hơn y. Và kết hợp với điều kiện đó là kt còn bằng true. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra như sau: nếu y mà chia hết cho g thì chúng ta sẽ thay đổi lại đánh dấu kt sẽ bằng for. Sau đó chúng ta sẽ tăng biến g lên để kiểm tra các số khác. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra nếu kt mà bằng true thì chúng ta mới tăng biến đếm lên, đó là đếm sau sẽ bằng đếm trước cộng với 1. Còn nếu kt bằng form thì chúng ta không tăng biến đếm lên. Chúng ta sẽ lặp lại quá trình này để kiểm tra các giá trị của y từ 2 đến n trừ 1. Sau đó chúng ta sẽ xuất có đếm số nguyên tố nhỏ hơn n. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình như sau. Ví dụ như liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 10. Như vậy có 4 số nguyên tố nhỏ hơn 10. Cụ thể là gồm có các số 2, 3, 5 và 7. Bây giờ chúng ta sẽ tối ưu thuật toán này như sau. Để có thể kiểm tra số y có phải là số nguyên tố hay không, thay vì chúng ta chia lần lượt y cho các số từ 2 đến y trừ 1, thì chúng ta chỉ kiểm tra từ 2 đến trần trên căn bậc 2 của y. Sau đó chúng ta sẽ thay đổi thuật toán này như sau. Đầu tiên tôi sẽ thêm thư viện toán học. Để kiểm tra y có chia hết cho các số từ 2 đến trần trên căn bậc 2 của y thì chúng ta sẽ thêm ở đây dấu bằng, vì có kiểm tra tới số trần trên căn bậc 2 của y. Do đó chúng ta sẽ sử dụng mét chấm c, có nghĩa là làm tròn của mét chấm sqrt của y, có nghĩa là chúng ta sẽ lấy căn bậc 2 của y và lấy trần trên của số đó, và chúng ta kiểm tra cả số này. Do đó chúng ta sẽ thêm dấu bằng ở đây. Như vậy khi chúng ta kiểm tra xem từ y có chia hết cho các số từ 2 đến trần trên căn bậc 2 của y thì ở đây có dấu bằng. Do đó nếu chúng ta nhập vào số 2 thì trần trên căn bậc 2 của 2 đó chính là bằng 2, và khi đó g sẽ bé hơn hoặc bằng 2 và thỏa mãn điều kiện. Do đó y sẽ chia hết cho g, và vô tình chúng ta sẽ kết luận 2 không phải là số nguyên tố, trong khi đó 2 là số nguyên tố. Do đó chúng ta sẽ thêm một điều kiện n ở đây, đó là y phải khác 2. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử lại chương trình này như sau. Mời nhập số nguyên dương n, tôi sẽ nhập lại là 10. Như vậy vẫn có 4 số nguyên tố nhỏ hơn 10. Và đây chính là chương trình để chúng ta đếm xem thử có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn n. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu 6. Viết chương trình tính tổng s bằng 1 trên a cộng 1 trên a cộng 1 cộng 1 trên a cộng 2 cộng chấm chấm 1 trên a cộng với n cộng chấm chấm cho đến khi 1 trên a cộng với n bé hơn 0,0001, với a là số thực bất kỳ nhập vào từ bàn phím. Như vậy để tính được tổng S này, đầu tiên chúng ta cần phải biết như sau. Thứ nhất đó là S này sẽ là bằng tổng của các phân tử có dạng 1 trên A cộng với N. Ví dụ như ở đây, tất cả các số hạng đều có tử số là bằng 1. Và mẫu số đó chính là A cộng với N
Cụ thể ở đây là a cộng 0, a cộng 1, a cộng 2, chấm chấm đến a cộng n. Và chúng ta không biết được có bao nhiêu số hạng như thế này. Chúng ta chỉ biết cộng cho đến khi 1 trên a cộng n sẽ bé hơn 0,0001. Do đó để làm bài tập này, chúng ta phải sử dụng câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Chúng ta sẽ làm bài tập này như sau. Bài 6. Như vậy đầu tiên chúng ta phải nhập vào số thực A. A sẽ bằng float input. Mời nhập số thực A. Tiếp theo chúng ta sẽ gán tổng bằng 0. Và tôi sẽ gán n sẽ bằng 0. Sau đó chúng ta sẽ lặp như sau. Trong khi 1 chia cho a cộng với n còn lớn hơn hoặc bằng 0,0001 thì chúng ta sẽ làm như sau. Đó là chúng ta sẽ viết s sau sẽ bằng s trước cộng với 1 trên a cộng với n. Và chúng ta sẽ tăng n lên, n sẽ bằng n cộng 1. Và quá trình lập này sẽ kết thúc khi 1 trên a cộng với n bé hơn 0,0001. Sau đó chúng ta sẽ xuất tổng ra như sau, print. Tổng cần tính là s. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử chương trình này. Ví dụ như a ở đây tôi nhập bằng 1. Như vậy tổng cần tính là 9,7876, vân vân như ở đây. Như vậy chúng ta đã làm xong câu 6. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu số 7. Đây là một bài toán cổ. Viết chương trình giải bài toán cổ. Trăm trâu trăm bó cỏ, trâu đứng ăn 5, trâu nằm ăn 3, lũ khu trâu già, 3 con một bó. Bài 7. Ví dụ như tôi gọi x, y và z lần lượt là trâu đứng, trâu nằm và trâu già. Khi đó x cộng với y cộng với z sẽ bằng 100. Vì trăm trâu trăm bó cỏ, do đó sẽ có 100 con trâu. Và trâu đứng ăn 5, trâu nằm ăn 3, lũ khu trâu già, 3 con một bó. Do đó chúng ta sẽ thiết lập như sau. Đó là 5x cộng 3y cộng với 1/3 của z, tức là z chia 3, sẽ bằng 100 bó cỏ. Hay chúng ta có thể thay đổi chương trình này ở dạng đó là nhân lên cho 3, thì ở đây là 15, ở đây là 9, và ở đây là z, và ở đây là 300. Do đó chúng ta sẽ có hệ phương trình như sau. Đó là x cộng y cộng z bằng 100, 15x cộng với 9y cộng z bằng 300. Và điều kiện ở đây đó là x, y và z là các số nguyên dương. Vì x, y, z đó là số lượng trâu đứng, trâu nằm và trâu già. Thì chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn hệ phương trình ở đây. Chúng ta sẽ làm bài tập này như sau. Ở đây tôi sẽ comment lại ở vị trí này để chúng ta dễ hình dung. Chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Đầu tiên tôi sẽ cho vòng lặp inrange. Đây là số lượng trâu đứng. Do đó trâu đứng sẽ chạy từ 1 tới 100 con. Và chúng ta cũng lặp for y inrange từ 1 tới 100. Khi biết được trâu đứng và trâu nằm thì chúng ta sẽ biết được số lượng trâu già, đó chính là z bằng
100 con trừ cho x cộng với y. X cộng với y. Và chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện nếu 15x cộng với 9y cộng với z mà bằng 300. Thì chúng ta sẽ xuất ra màn hình green. Chúng ta sẽ xuất ra bộ x, y, z thỏa mãn điều kiện. Tôi sẽ xuất ra ở dạng có điều kiện f x y. Và z. Có nghĩa là tôi sẽ xuất ra bộ x, y, z thỏa mãn điều kiện. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử chương trình này. Như vậy chúng ta sẽ có bộ 3 nghiệm như sau. Nghiệm thứ nhất đó là 4, 18, 78. Nghiệm thứ hai 8, 11, 81. Nghiệm thứ ba 12, 4 và 84. Như vậy chương trình này đã chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ tối ưu lại chương trình này như sau. Với x là trâu đứng ăn 5, mà chúng ta có tối đa 100 bó cỏ. Do đó số lượng của trâu đứng sẽ không vượt quá 100 mà chia lấy phần nguyên cho 5. Tương tự như vậy đối với y, đó là y là trâu nằm. Trâu nằm sẽ ăn 3, do đó số lượng của trâu nằm sẽ không quá 100 mà chia lấy phần nguyên cho 3. Như vậy chúng ta đã giảm được số lần lặp ở đây. Ở phạm vi của video này, tôi sẽ tối ưu đến mức ở đây. Bây giờ chúng ta có thể chạy lại như sau. Như vậy chúng ta vẫn có được bộ 3 kết quả như sau. Và bộ 3 kết quả này trùng hợp với bộ 3 kết quả chúng ta vừa chạy. Như vậy thuật toán của chúng ta đã chính xác. Và như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm các bài tập liên quan đến cấu trúc lặp. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.